Xin chào tất cả các bạn. Thì rất vui khi lại được gặp các bạn trong cái buổi chia sẻ video ngày hôm nay. Thì cái tình trạng béo phì ở trẻ thì không hề hiếm gặp hiện nay. Và cái tình trạng đó thì nó gây ra rất nhiều những cái hậu quả khôn lường đối với trẻ, kể cả là hiện tại và sau này. Thì hôm nay mời các bạn hãy cùng tôi điểm qua những cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng béo phì ở trẻ. Thì nó có 5 cái nhóm nguyên nhân. Cái thứ nhất đó là do cái chế độ dinh dưỡng. Thì chế độ dinh dưỡng thì luôn được biết là đến với cái vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của con. Thế nhưng mà một cái chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học và mất cân đối thì lại là cái nguyên nhân lớn nhất gây ra cái tình trạng béo phì. Thì do là việc trẻ ăn quá nhiều các cái đồ ăn mà nó chứa năng lượng cao, như là các cái loại chất béo, các cái đồ ăn tinh bột và những cái đồ ăn ngọt, trong khi cái năng lượng tiêu hao ít hơn, thì dần dần nó sẽ hình thành các cái lớp mỡ dưới da. Thì lâu ngày thì cái khối mỡ này sẽ tích tụ và dần gây ra cái tình trạng béo phì ở trẻ. Hay là trẻ thường xuyên sử dụng các cái đồ uống ngọt, đồ uống có ga, hay là các cái loại thức ăn mà chế biến sẵn, các cái thức ăn chiên dầu mỡ, thì thường làm rối loạn chuyển hóa và làm tăng các cái chất béo xấu. Từ đó thì nó gây ra cái hiện tượng béo phì. Cái nguyên nhân thứ hai đó là do thói quen ít vận động. Thì vận động là được biết là cái cách tiêu hao năng lượng tốt nhất, do là trong cái quá trình vận động thì nó làm đốt cháy cái lượng mỡ thừa và làm săn chắc các cái khối cơ bắp. Và vận động nó cũng giúp cho cái cơ thể tiết ra những cái hormone tăng trưởng rất là tốt. Thì các cái chức năng cơ thể cũng sẽ hoạt động và đều đặn và mạnh mẽ hơn. Thì hiện nay với các cái thiết bị thông minh và các cái thiết bị vô tuyến hay là internet truyền hình, thì việc trẻ ngồi quá lâu và dành ít thời gian vận động ngoài trời, thay vào đó là ngồi một chỗ xem điện thoại, TV hay là máy tính bảng, các cái thiết bị vô tuyến. Chính vì vậy thì cái năng lượng dư thừa không được tiêu hao hết, và ít vận động cũng làm cho các cái chức năng của cơ thể nó trì trệ hơn, hay là như là các cái chức năng về thần kinh, tiêu hóa, bài tiết. Thì từ đó nó làm rối loạn các cái chuyển hóa trong cơ thể và gây ra cái tình trạng là tích mỡ và lượng mỡ dư thừa, thì gây ra cái tình trạng béo phì. Cái nguyên nhân thứ ba là do ảnh hưởng từ cái yếu tố gia đình. Thì người lớn luôn là cái tấm gương để cho con trẻ noi theo và học hỏi. Thì cái việc mà bố mẹ ít hoạt động thể chất thì con cái cũng sẽ có cái xu hướng là lười vận động hơn. Bên cạnh đó là cái thói quen ăn uống của gia đình cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái cân nặng của trẻ. Bởi vì là cái chế độ ăn của trẻ thì thường là do người lớn quyết định. Vì là cái việc trẻ ăn gì, uống gì thì là do người lớn quyết định và bố trí đồ ăn. Do đó thì nó tạo thành một cái thói quen hay là cái lối sống của gia đình, là cái thói quen ăn uống nó thiếu khoa học, thiếu lành mạnh. Và các cái dưỡng chất có thể là cung cấp cho trẻ nó dư thừa so với cái năng lượng, thì nó cũng gây ra cái tình trạng béo phì. Cái nguyên nhân thứ tư đó là do yếu tố di truyền. Cái yếu tố di truyền thì mặc dù nó không cao, nhưng đây cũng là cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng béo phì. Thì nếu như mà bố mẹ béo phì thì cái khả năng cao trẻ dẫn đến cái nguy cơ béo phì, các cái nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra là một cái tỷ lệ đáng kể. Nếu như mà bố mẹ béo phì thì cái thế hệ con cái cũng rất có nguy cơ dẫn đến cái tình trạng trên. Cái nguyên nhân cuối cùng đó là cái nguyên nhân về bệnh lý. Cái nguyên nhân từ bệnh lý thì đây là cái điều không mong muốn. Thế nhưng mà theo như các cái thống kê thì có khoảng 20% trẻ thừa cân béo phì là do nguyên nhân từ bệnh lý. Ví dụ như là các cái bệnh liên quan đến u lão, tổn thương lão sau phẫu thuật, hay là chấn thương sọ lão, hay là các cái bệnh lý nội tiết như là suy giáp, mà cường giáp, hay là thiếu các cái hormone tăng trưởng. Một nguyên nhân khác đó là do cái sử dụng các cái loại thuốc tây chứa các cái thành phần như là corticoid hay là depakin kéo dài, thì nó cũng gây ra
cái rối loạn chuyển hóa, từ đó thì gây ra cái tình trạng béo phì. Thì như vậy là trên đó thì tôi cũng chia sẻ đến các bạn năm cái nhóm nguyên nhân gây ra cái tình trạng béo phì. Thì từ đó các mẹ sẽ có những cái kiến thức cơ bản để nắm bắt được là con em của mình béo phì là do nguyên nhân gì, và sẽ có những cái hướng mà điều chỉnh, cũng như là có cái hướng mà chăm sóc con một cách phù hợp nhất. Thì cảm ơn các mẹ đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy video hay, video có ý nghĩa, hãy like, share và đăng ký ngay góc bên dưới phía video để đón nhận nhiều cái video hay và ý nghĩa khác. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở video lần sau. Xin chào các bạn.